con đăng ký hết dĩa luôn nha mẹ. Rau một cây này là no rồi đó, em ăn hết dĩa nổi không? Nổi lên hả? Con cũng đăng ký một dĩa nha cô. Sao cái dĩa này ngon quá mẹ. Con với em Vinh nó thích ăn hot dog của phô mai thiên sù á, nay mẹ đi siêu thị đi mua về cho tụi con ăn nha. Yeah. Rồi sáng em Vinh đòi qua nhà bạn Tài chơi đó con, lát nữa mẹ qua rước em Vinh nó sẵn tụi bạn Tài qua ăn bánh hot dog phô mai chiên giòn của mẹ làm thưởng thức tay nghề mẹ như thế nào nha con. Dạ. Yeah. Liệu làm hot dog phô mai thiên sù rồi có đông đây hết luôn nè con, giờ mình làm về làm nha con. Dạ thôi mẹ về làm liền đi con, đi con. Quá đi. Rồi, nguyên liệu để làm là xúc xích kẹp phô mai thiên sù, bao gồm có xúc xích nè con ha. Dạ. Hôm bữa mẹ mua xúc xích Đức rồi, bây giờ mẹ mua xúc xích Mỹ coi ăn nó ra sao nha con. Dạ. Cái này là phô mai que, phô mai miếng. Này là sốt tương ớt với sốt mayonnaise. Này là bột thiên sù. Đúng không? Này tương cà. Này mình cần bột mì nữa con. Dạ. Bột mì đa dụng nè. Rồi này sữa tươi, không đường bỏ vô cho nó ngon nó con béo á. Rồi thêm trứng gà nữa. Sao nguyên liệu làm cái món này nhiều quá vậy mẹ? Mẹ sẽ làm hai loại. Thứ nhất là mẹ sẽ lấy xúc xích này, mẹ cuộn vô phô mai miếng này, mẹ nhúng vô bột xù, mẹ chiên. Rồi loại thứ hai nữa, mẹ sẽ cắt phô mai que này ra, mẹ sẽ xỏ chung với xúc xích này chung một xiên que thôi. Mẹ sẽ nhúng vô bột xù, mẹ chiên. Thử coi hai loại này, phô mai que với lại phô mai miếng cái nào ngon hơn nha con. Yeah, con thích nhất là ăn phô mai kẹp với xúc xích đó mẹ. Cái món này mẹ thấy ngoài tiệm người ta bán nhiều ghê luôn á con. Mẹ yeah. Chưa có ăn, để nào mẹ làm thử cái ăn nó ra sao nha con. Bây giờ mẹ lấy tô mẹ trộn bột. Bây giờ mày đổ bột ra nha con. Dạ. Wow. Này, hơi nữa bột. Đó rồi ra con. Giờ mày đặt cái gà vô nha. Dạ. Nãy khoảng 2 trứng đi con. Rồi con cắt sữa cho mẹ đi con. Dạ. Cái này con dùng sữa tươi không đường nha con, hoặc là con dùng nước mà ấm ấm cũng được, nhưng mà này mẹ dùng sữa cho nó béo, nhà mình làm cho nó béo chất lượng ngon ha. Rồi mẹ pha bột được rồi nè con. Dạ. Mình thấy nó dẻo dẻo mịn mịn vậy là ok rồi, bây giờ bắt đầu mẹ xắt xúc xích ra, mẹ xiên vô que nha. Đó, xúc xích Mỹ nè, không biết nó khác xúc xích Đức thì sao nữa con. Thơm quá con ơi, con ngửi đây. Thơm quá mẹ ơi. Thơm quá. Đó giờ mình cũng chưa thấy phô mai miếng này nữa nè. Để mình cắt ra nha. Mẹ ơi mẹ đừng có cắt. Ủa không? Sao con lấy ra nữa con? Dạ mẹ xé nè. Đâu? Đó. Ủa sao không biết hay vậy? Tôi không có làm rồi con biết. Hèn gì? Sao mẹ nói sao không biết hay vậy? Mẹ còn không biết mà con biết. Rồi để mẹ ra. Đó giờ mình cũng chưa có mà ấy phô mai này nữa. Rồi. Thơm quá. Sẽ cuốn vô. Đó, cuốn vô phô mai nha. Bây giờ mới cắt bột thiên sù ra nha. Cái gì cái mà làm liền, cái mà vớt ra cho ráo đầu cho tụi con ăn. Thì tụi con nãy giờ đợi lâu quá rồi. Đó, mình cắt bột thiên sù ra. Con thể làm giống mẹ. Bây giờ mẹ sẽ đổ bột vô cái ly cho mình dễ trộn nha con. Con cũng làm được rồi nè mẹ. Gái mẹ hay quá. Để lên trên này. Để con xiên cái này. Rồi con xiên ra, xiên quen vô cho mẹ đi. Này mình phải làm mau con ơi. Bột nó thấm, nó bám lên cái xúc xích với lại phô mai đó con. Yeah. Nó không có bị lòi phô mai ra nó mới ngon. Còn phải cho áo bột chiên xù hết cái lớp phô mai này luôn nha. Nó bao hết luôn phô mai để cho nó phô mai nó không có bị tan chảy ra. Hiểu không? Hiểu. Rồi con phụ mẹ đây. Mẹ làm lớp lớp lên cho nó không có bị tan chảy. Rồi đây. Bột que đã xong. Bây giờ mình chỉ chờ dầu sôi mình bỏ vô đây nè. Không, trước khi gái còn phải nhúng vô đây trước. Hiểu không? Thằng không sao đâu, em nhúng vô đây. Bây giờ mình bỏ vô coi dầu nó nãy giờ cũng sôi rồi. Dạ. Này con phải chậm riu riu lửa thôi con ơi. Lửa mà cao quá nó khét mà nó không có chín ở trong đó con. Con muốn thèm rồi đó mẹ. Con thở lại cho nó đều, nó vàng đều hai bên mới ngon con. Dạ. Đó. Ngon quá con. Thơm quá. Trong thời gian chờ lợn nhất chín nè, mẹ sẽ làm lợn thứ hai nha con. Dạ.
này nó bà mũ nó mọc lại kỹ quá ha nè. Dạ. Hay là con quay que. Rồi bây giờ con để vô con đo đường kính cục xúc xích vậy nè, con cắt theo cục phô mai nha con. Dạ. Đó. Lát mình xiên vô cho nó bằng với xúc xích luôn. Rồi cái này nó chín rồi con ơi. Dạ. Con đưa cái dĩa này mẹ vớt ra. Mẹ vớt ra mẹ làm rồi hai. Rồi mẹ cho tụi con ngủ tụi con ăn để nãy giờ tụi con nôn quá thai rồi. Đó. Wow. Xúc xích phô mai chiên xù của mẹ loại nhất đã được thành công. Mà không biết chưa chắc thành công không nữa. Đã xong rồi. Thành công rồi mình ăn mình biết nha con. Đây. Rồi. Để cho nó nguội. À. Mới đi ra nó còn nóng. Còn nóng lắm con, ăn này là tụi con chín ăn luôn á. Ừ. Rồi. Mẹ sẽ làm loại thứ hai. Để vô. Trong lúc đó con sẽ làm đúng rồi. Đang con làm cho mẹ cây thứ ba đi. Dạ. Trở về hai cái cây nữa. Con biết làm không đó? Dạ biết, con thấy mẹ làm con cũng biết làm luôn rồi. Con tập từ từ, cây mốt con làm cho mẹ ăn nha. Dạ. Mẹ già con làm cho mẹ ăn. Rồi, món xúc xích phô mai chiên xù của mình đã xong. Hai đứa con mình với bạn Tài biết chừng nào mới qua đây ta. À, tụi con về rồi hả? Tài mới qua chơi hả con? Rồi tụi con ngồi luôn đi. Rồi, qua ngồi đi con. Rồi, món xúc xích phô mai chiên xù của mẹ đã thành công. Nhưng mà ăn không biết ngon không mẹ không biết nha. Rồi bây giờ tụi con thử thức đi. Mỗi đứa một cây này nè. Mỗi đứa một cây. Đây. Con cây này. Nè con cầm này nè. Con cầm cái này. Khoan nữa tụi con ăn tụi con phải xịt vô tương ớt với lại sốt marinade nữa tụi con mới ngon, hoặc là tương cà nữa. Đây mẹ cắt ra cho tụi con sốt vô nha. Wow, thơm quá con tụi con hai ơi. Thứ luôn. Thơm mà mẹ thử không được luôn á. Nè. Để xuống để cho, xuống mẹ. Cho con nặng đi mẹ. Con nặng bắt trước trong tivi nha. Dạ. Rồi để nè. Rồi con gái mình làm nè bắt trước giống con nha. Đẹp quá ta. Đây mẹ, con làm được không? Rồi con làm được. Chế miếng thân cà vô đó con. Xịt miếng thân cà lên. Con ăn gì đây này? Làm được. Mẹ là tự làm coi nè, đó giờ mà cũng chưa làm nữa. Để con. Rồi. Để con làm đi. Rồi, bạn Tài tự làm mấy ăn. Con có làm có mẹ. Nhắc dẫn quá thầy con ơi. Hoàng Quang. Đây, bạn Tài giống con rắn quá. Rồi, giống con rắn. Thì con xịt miếng tinh cà vô nó mới ngon. Thôi con ăn gì được rồi. Rồi, xịt miếng tinh cà vô cho nó ngon. Thơm quá. Rồi, bây giờ tụi con thưởng thức từ từ đi. Anh Tài xịt cho em miếng tương cà nữa Tài. Rồi được rồi nha. Xịt thôi. Con thưởng thức nha mẹ. Con thưởng thức đi con. Ngon quá mẹ ơi. Rồi con cắt sát vô xúc xích nữa mới ngon. Con sát cho. Ngon quá mẹ ơi. Bây giờ tới con nha mẹ. Ngon quá mẹ. Bây giờ tới con nha con. Rồi con thưởng thức đi con. Con như thế nào? Con tay nghề cô như sao? Ngon quá cô ơi. Để tới cô thưởng thức rồi. Cô thèm quá thì con ơi. Phải chế tương ớt với mất sốt marina nhiều mới ngon. Rồi. Mình lấy ra cho. Ồ, phô mai này con thấy không? Kéo là được luôn thấy không? Ngon quá rồi, để mày thử coi. Quá thôi. Phô mai nó béo béo mặn mặn. Nó giòn tan cũng bột qua mì với lại bột xù. Ngon quá. Nó béo ngậy luôn con ơi. Quá hấp dẫn rồi. Ngon quá mẹ. Chờ luôn á. Ngon quá mẹ. Ngon quá. Con ăn lại đi. Cô chiên nguyên hai dĩa này cho con ăn á. Phô mai nó dính lòng vòng xúc xích ăn béo quá mẹ ơi. Tụi con á là cái loại thứ nhất á là xúc xích cuộn phô mai đó, còn của mẹ là đầu xúc xích với đầu phô mai. Mẹ cắn đầu xúc xích coi nó ra sao nha con. Giòn cái ăn con miệng không con. Xúc xích nó mặn mặn béo béo. Có ai ăn tương ớt với lại marinade thêm không tụi con? Dạ, này con càng nhiều càng ngon đó con ơi. Mẹ thêm mới được. Nè, Tài thêm không? Cho thêm cho. Thêm vô đây nha. Đó, nó vừa béo mà nó vừa cay, nó vừa mặn mặn mới ngon. Ăn nhiều lắm rồi. Em Vinh cũng thích ăn nhiều nữa ha. Rồi. Ngon quá mẹ ơi. Thích rồi. Quá ngon.
con đăng ký hết dĩa luôn nha mẹ. Rau một cây này là no rồi đó, em ăn hết dĩa nổi không? Nổi luôn hả? Món này món khoái khẩu của em Vinh nè, bởi vì em Vinh á bao hai dĩa này luôn con thấy không? Rồi, ok, mẹ sẽ để hai dĩa này cho con ăn, mà con phải ăn hết nha. Con cũng đăng ký một dĩa nha cô. Hai đứa con với lại bạn Tài ăn đại đi nha. Nay cô bao hết hai dĩa cho tụi con luôn đó. Lần đầu tiên mẹ làm món xúc xích phô mai siêu thù này á, mẹ làm chưa được đẹp dữ. Nhưng mà mấy cái sau này con thấy không, mẹ làm tạm tạm được ha. Xúc xích dĩa này ngon quá mà. Rồi vậy con thấy nó ngon quá hả em? Có thêm một cây nữa nha con. Con ăn đi con, ăn lại đi con. Rồi, chị Trang ăn hết đó đi rồi mẹ làm cho một cây nữa nha. Vinh ăn nữa hả? À, ăn khoai khẩu của em Vinh này đó. Chị Trang của con nay sao ăn yếu dữ vậy? À mẹ biết rồi, sợ mặt hay gì nữa đây. Tại phô mai này béo ăn dễ ngán lắm mẹ ơi. Cái này phô mai nó béo nha con, bởi vì ăn dễ ngán, mẹ ăn con cây mẹ cũng ngán luôn á con. Thôi ơi, coi bạn Tài với em Vinh ăn kìa. Có phải khẩu của hai đứa đó kìa con. Rồi tụi con lấy khăn giấy chùi miệng nha tụi con, cho nó sạch.